Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận chiến của Skibidi Toilet Cameraman với cả Sinehead SCP-679 Quỷ Đồ Loa, Quái Thú Đồ Loa các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi Skibidi Toilet. Đấy, được chưa? Mình sẽ triệu hồi rất nhiều Skibidi Toilet luôn. Các bạn thấy không? Mình có thể triệu hồi được rất rất là nhiều con quái thú khổng lồ Skibidi Toilet ở trong bồn cầu các bạn ạ. Đấy, mấy con quái vật này nó chui từ dưới bồn cầu lên. Cho nên là nhìn trông nó rất là kiểu như rất là ngầu luôn các bạn ơi. Đấy, nhìn kinh nhận đấy. Nói chung là đây là những con quái vật giả tưởng các bạn nhá, và nó không có thật các bạn nhá. Đây là game Garimod. Các bạn có thể mua ở trên Steam. Và đây là những con quái vật giả tưởng thôi, cho nên anh em đừng có sợ nhá. Các bạn đừng phải sợ có vật ở đâu, bởi vì nó không có thật các bạn ơi. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ chơi đùa với cả những chú Skibidi trong toilet, trong bồn cầu. Đấy. Wow, đây là Skibidi trực thăng các bạn này, thấy tinh hả? Đấy, đầu chọc thì nhìn trông rất là ngầu luôn, đấm luôn, đấm nhau, đấm đầu chọc luôn. Ở đây hình như là bà đầu chọc chứ không phải ông đầu chọc mà. Thôi được rồi, kệ đi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục triệu hồi. Đấy, kinh chưa? Mình triệu hồi rất úi rồi. Wow, mấy em quái vật to thế nhỉ? Wow, các bạn ơi, kẹp ba luôn các bạn ơi, ba cái toilet luôn đấy, nhìn trông kinh không? Một em có sừng nhá, nhìn em này trông giống như kiểu là như kiểu yêu tinh các bạn, nhìn trông rất là kinh luôn, kiểu đầu trâu mặt ngựa đấy, nhìn trông cái cổ rất là dài luôn bạn ơi. Hình như con này con nó thòi ra rất là dài luôn bạn, thòi dài nhất trong tất cả con Skibidi. Bây giờ chúng ta triệu hồi Sinehead để chiến đấu với cả mấy con quái thú này. Ok, chiu chiu đấy. Wow, con mấy em Sinehead hiền thế nhỉ? Đấm nhau đi, đấm nhau đi, đúng rồi đánh nhau đi, đúng rồi. Wow nha. Yeah. Quái thú đầu loa bây giờ chỉ còn có mỗi một em này thôi, bạn thấy không? Đấy, còn có một em này thôi. Để xem là em này có hiểu rằng có thể chiến đấu lại được mấy em Skibidi này không đây. Nào ra đây đi cưng. Lôi 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 con quái thú ra đấy, lôi 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 ra đây, lôi ra đây. Đấy, chiếc wow bạn ơi. Wow. Con Skibidi toilet cổ dài này nó kinh thật các bạn ạ. Ui cái gì đây? Ui cái gì đây? Cái gì bùng nổ đây? Phép thuật của ai đây? Phép thuật ai bùng nổ đây? Wow. Chúng ta sẽ tiếp tục triệu hồi quái thú đầu loa, nhưng mà lần này sẽ là Dark Sun Head. Đấy. Dark Sun Head tiếp chiêu. Lên thùng. Chiu chiu chiu, đấm nhau đi cưng. Chiến đấu đi nào các bé ơi. Chiến đấu đi các bé. Wow. Ui, hóa ra là trưởng lực của các em Skibidi cổ dài này các bạn ơi. Wow, vãi trưởng các bạn ơi. Wow. Cái em Skibidi này kinh thật, đeo cái vòng kim cô trên đầu rất là khỏe luôn các bạn ạ. Một mình em ấy chấp tất luôn các bạn nhé. Được rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đón một em Sinehead tiếp theo, đó chính là em Sinehead Blood. Em Sinehead này ấy. Wow, ra đến đâu là bị tiêu diệt đến đấy luôn các bạn ơi. Em Sinehead Blood này không bao giờ đi luôn các bạn ơi, chỉ có ngồi, kiểu như vừa ngồi vừa đi các bạn ạ. Đấy, 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 wow, ghê chưa, ghê chưa, wow. Nói chung là Skibidi rất là khỏe luôn. Bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi Cameraman các bạn nhé. Cameraman. Và mình sẽ triệu hồi Cameraman khủng lồ luôn các bạn ạ. Đây này, cho các bạn xem Cameraman khủng lồ của mình luôn. Đó chính là boss đấy các bạn ơi. Đâu nhỉ, con boss của mình đâu nhỉ? Ở đây mình có rất nhiều Skibidi luôn, tha hồ các bạn chọn nhá. Đây rồi, chúng ta sẽ triệu hồi boss nhá. Mecha Bot. Wow, cameraman, một em cameraman đắt tèo bạn ơi. Ui, nhìn em ấy trông em ấy ngã trông rất là kiểu như là rất là có nghệ luôn bạn, rất là nghệ nhân luôn. Ok, tiếp tục chiu. Wow. Yeah. Một em trực thăng nhưng mà cái đầu nhìn hơi xấu, chúng ta sẽ chọn một cái em khác. Ấy, cái nhựa. Wow. Bạn ơi, em này tèo rồi bạn ơi. Em này đã ngã rồi bạn ơi. Em cameraman TV này ngã rồi. Trông mấy em cameraman này ngã trông rất là điệu điệu nghệ luôn bạn, trông rất là có nghề luôn các bạn ạ. Rất là nghệ nhân luôn. Ê, chân chân cà lăm cà kheo đấy, tàng hình luôn rồi. Bốc hơi. Đây rồi. Wow, ui, thanh đồ long đao. Cameraman đồ long đao. Yeah, một bên tay cầm súng và một bên tay cầm đao. Và đây là chính là dàn loa công suất rất là lớn luôn. Yeah, wow, ở kia có gì kia? Ui, một hình người. Yeah, nào, em Skibidi này, đứng làm gì đấy? Chiến đấu đi nào, vào đây cưng. À, đứng đây hát à? Chiến đấu đi cưng. Chiu, wow,
Nói chung là một quả tên lửa đất đối đất đã gọi là tiêu diệt em Skibidi cuối cùng rồi các bạn ạ. Như vậy là em này là em tên là gì nhỉ? Em này Speakerman Titan các bạn ơi. Titan úp các bạn ơi, rất là mạnh luôn, Titan úp level. Wow, em Titan này mạnh vãi chưởng. Bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng một em Skibidi Toilet siêu to khổng lồ xem thế nào các bạn nhé. Mình sẽ cố gắng tìm một em Skibidi Toilet khổng lồ siêu to. Đấy, được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lựa chọn em siêu to khổng lồ Skibidi Toilet nhé. Em này được chưa? Ok luôn các bạn ơi. Nhìn này, em này trông rất là ngầu luôn. Vãi chưởng. Để xem em này có vũ khí gì nào. Wow, ở bên này như kiểu hai con quả hai hai hai, hai cái tay giống như kiểu hai con đồ năm đao, nhưng mà như kiểu đồ năm đao bị cùn các bạn ạ. Đấy, kiểu như là bị, nói chung là nhìn chúng rất là thô sơ luôn. Để chiến đấu với em Titan xem thế nào nhá. Ủa em Titan nhìn ngầu lắm các bạn ơi. Rồi, chiến đấu. Ui bắn trượt, wow. Sau một quả tên lửa đất đối đất thì wow, em đã bay lên trời rồi. Em nó thăng thiên rồi anh em ơi. Ơ đâu rồi? Như vậy là em Skibidi này thăng thiên rồi các bạn ạ. Mình sẽ triệu hồi lại các bạn nhé. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ triệu hồi em ở Skibidi toàn hết. Ui, nhìn em này ngầu, wow. Các bạn ơi, wow bạn ơi, em Skibidi Toilet bộ xương di động, ui, đấu lâu, yeah, nhìn trông rất là ngầu luôn, yeah, chiến đấu luôn. Nào bây giờ xem nào, em mình triệu hồi nhé, em siêu to khổng lồ, ui, wow, Skibidi Toilet ba đầu luôn bạn ơi, có tên lửa ở gắn ở dưới các bạn, ở dưới chân, đấy, nhìn trông ngầu vãi chưởng luôn bạn ạ, đây, từ ok. Tiếp theo đây anh em ơi. Ui đây rồi. Ôi, nghe chưa bạn ơi? Trang bị tên lửa gọi là rất là tinh vi luôn bạn ạ. Đeo quả kính trông rất là kiểu như màu hồng nam tính luôn. Ok. Nào, còn em nào nữa không nào? Rồi ok, là chúng ta sẽ triệu hồi em Titan nhá. Cái em Titan vừa lấy ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn nhớ, ở đây rồi đây. Yeah. Chúng ta triệu hồi lại em Titan. Để xem là em Titan đấy có thể chấp được hết tất cả những em Skibidi ngồi trong toilet này không. Ui rồi bắn trưởng, ui rồi ôi một loạt những quả tên lửa hạng nặng luôn bạn ơi, một loạt những quả tên lửa hạng nặng luôn, kinh nhật các bạn ạ. Đúng là em quái vật này công nhận là vô địch thiên hạ luôn các bạn ơi. Được rồi, chúng ta sẽ triệu hồi thêm vài em quái vật nữa để xem tình hình nó có thay đổi không nhé, để xem có bị xoắn ngôi hay không. Chúng ta sẽ triệu hồi một em Cameraman Titan. Ui, nhìn kinh chưa? Ui, nhìn trông gấu chưa các bạn ơi? Ui, đằng sau nhá. Đằng sau được trang bị hai quả tên lửa phản lực. Ui, có cánh các bạn nhá. Chứng tỏ em này có thể bay được rất là kinh luôn bạn. Ui, đằng giữa này có hai quả khẩu gì đây? Hai quả khẩu đại bác ánh sáng, sức mạnh ánh sáng chiếu phát vào thì vỡ mồm luôn. Cameraman kinh khủng. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cho mấy con quái thú đầu loa này chiến nhau các nhé. Ok, rồi, họ chuẩn bị tấn công lên này, là anh em ơi, lên chiến đấu. Wow, các bạn này, như vậy là ông vua đã bị xoắn ngôi các bạn ạ. Như vậy con quái thú đầu loa này nó không phải vãi chưởng. À, đây là con cameraman chứ nhỉ? Khỏe quá các bạn này, siêu khỏe luôn các bạn ạ. Cameraman thì sẽ đọc lại cái tên nhé, cái tên này là Cameraman Titan Úc các bạn. Nó vẫn là Titan úp thôi nhưng mà nó năng level lên rất là mạnh luôn. Con này khả năng là level 1000 các bạn ạ. Wow, máu của nó là 660.000 máu các bạn nhé. Mạnh vãi chưởng. Ok, để xem mình sẽ triệu hồi một em Sinehead này xem liệu rằng đội quân Sinehead này có thể chiến đấu lại được em Titan hay không. Đấy, đội quân Sinehead lưu, Sinehead lưu mới, Sinehead loại mới các bạn nhé, chủng loại mới ấy, kinh chưa? Đấy, các bạn thấy không? Đây chính là đội quân Sinehead. Gấu chưa? Chuẩn bị nhé. Ok, chuẩn bị lên nào. Chiến. Chiu. Wow, các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Một cú thổi lửa thôi, thổi lửa băng. Thổi lửa xanh các bạn ạ. Làm phát thôi là một loạt các em sàn hết tèo luôn các bạn. Phải chưởng. Em này công nhận là nhìn trông rất là vừa ngầu vừa mạnh luôn các bạn ơi. Wow. Làm gì đi em sàn hết thôi. Sát hết chỉ có một cỡ độc chiêu là phun ra cái năng lượng gì đấy như kiểu là hơi nhưng mà không ăn thua rồi. Wow,
Đây có lẽ chắc là sức mạnh của con này, có hai quả tên lửa đẩy rất là mạnh luôn. Đấy chính là nguồn năng lượng của con, nguồn năng lượng siêu khỏe luôn mà. Thì nhờ động cơ phản lực gắn vào đằng lưng, sau lưng các bạn nhé. Ok các bạn, đây chúng ta thì tiếp tục triệu hồi luôn. Mình triệu hồi con Dark Siren Head. Đấy, Dark Siren Head. Đấy, kinh chưa? Đây chính là đội quân Dark Siren Head các bạn nhé. Hay là gọi là con quỷ đầu loa đất thì phải, các bạn không nhớ, không biết được, nhưng mà nó lại là tên là Dark Siren Head. Nó có 6 cái loa các bạn nhé, to nhỏ có hết. Và cái tốc độ di chuyển của con Dark Siren Head rất nhanh luôn các bạn ạ. Nó có thể nhảy rất là cao luôn các bạn nhé. Một cái tòa nhà 10 tầng nó nhảy vọt qua luôn. Nhưng mà một cú gọi là thổi lửa xanh của con cameraman này thì cũng đã tiêu diệt hết toàn bộ quỷ loa luôn ạ. Quá trưởng thắng các bạn ơi. Ý kìa, nhìn trông ghê không? Ý, sợ chưa? Bây giờ mình sẽ thử thách đó chính là tiêu diệt con cameraman này, xem mình có thể tiêu diệt nó hay không nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng một khẩu tên lửa. Mình sẽ tấn công nó luôn. Để xem là con quái này, quái vật này nó có bị hạ gục bởi vì quả đại bác của mình hay không. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng quả đại bác tấn công. Boom, có vẻ như vô hiệu các bạn ơi. Con quái vật này rất là mạnh luôn, nó không xi nhê gì nữa các bạn ơi, nhưng kiểu nó gãy ngứa cho nó các bạn ạ. Wow, gãy ngứa cho nó rồi. Thế thì trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng một quả tên lửa hành trình, tên lửa hạt nhân tấn công luôn. Đấy rồi, ok, chúng ta sẽ ngắm bắn nhé. Các bạn nhìn đây, mình sẽ ngắm bắn này. Xóa sổ luôn. Ok các bạn, như vậy mình vừa xóa sổ con Boss Titan các bạn ạ. Con Mecha Sanhead này quá mạnh luôn. À con Cameraman. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục triệu hồi một loạt mấy con Skibidi luôn. Ui, mấy em này nhìn trông ngầu ấy nhỉ. Thử triệu hồi phát nhỉ. Ui, mấy em này chả hiểu mấy em gì. Thôi, mình kệ đi. À, Hăng Yugi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ triệu hồi Hăng Yugi các bạn nhé. Đấy, đây chính là đội quân Hăng Yugi này các bạn này. Ngầu chưa? Yeah, Hăng Yugi tất cả rất nhiều loại màu luôn. Nhìn cái mồm này các bạn ơi, thề lấy nước dãi luôn các bạn ơi. Ghê không? Ok bạn, bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi có chính là quái vật Skibidi nhé. Ok, siêu siêu sao Skibidi đây. Wow, to chưa? Ê, nhìn Skibidi này trông ngầu chưa? Ê, cười này, gắn tên lửa luôn. Ê. Wow, nhìn trông rất là kiểu như rất là ngộ nghĩnh tuổi thơ luôn. Chưa, tập đoàn Skibidi này có vẻ như là cái đầu như kiểu bị điện giật các bạn ạ. Nó cứ giật đấy, không hiểu nó bị bệnh giật phong hay sao. Người ta gọi là cái gì giật chứ các bạn ạ, giật kinh phong các bạn ạ. Ấy, ông ấy cũng nhìn quả mồm trông rất là vãi to luôn các bạn ơi, mồm kiểu như mồm cá chê chua ống các bạn. Ấy, thấy chưa? Wow, nghe chưa? Ok, chiến đấu lên. Ai là ông đầu chọc các bạn ơi, ông đầu chọc. Từ bây giờ mình sẽ chịu ông đầu chọc nhìn trông ngầu. Wow, ông đầu chọc. Hello, ông đầu chọc đeo kính nhá. Ông đầu chọc đeo kính đen này, chả nhìn thấy mắt ông đâu. À đây là mắt ông đây rồi. Đầu chọc, hello đầu chọc. Đây là đội quân như của đội quân Army các bạn, đội quân kiểu như là quân đội, rất nhiều vũ khí luôn. Ấy, kỳ như là ông này là ông Skibidi gì đây? Skibidi ở trong chậu hoa. Wow, cái đầu này mọc từ chậu hoa lên đã vãi trưởng, lên thùng luôn. À sẽ ui. Ê, lưỡi xoay. Ý, Skibidi nhện này. À, các bạn biết đây ông gì không? Đây là ông Skibidi phù thủy. Ông có thể biến hình rồi đấy. Ông có thể biến mình thành một con vật đấy bạn ơi. Ơ, mình đánh ông ý là ông biến ra chỗ khác các bạn ạ. Ô, nhìn cái bộ râu này trông giống như kiểu là ông già Noel các bạn ạ. Úi giời. Rồi, ok. Hăng Yugi chiến đấu với cả Skibidi Pa-Sled. Chiu. Chiến đấu đi các cưng. Wow. Chiến đấu đi nào. Bắn đi. Wow quá đây. Hăng Yugi đã bị tiêu diệt gần hết rồi, chỉ còn đúng một con thôi. Rồi xong luôn các bạn ơi. Như vậy là với đội quân Skibidi hùng hậu như này thì Hăng Yugi cuối cùng đã bị tiêu diệt các bạn nhé. Yeah. Chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục triệu hồi quái vật đầu loa.
Nhưng mà lần này mình sẽ triệu hồi quái bắt đầu luôn loa siêu to khổng lồ. Ok, mình sẽ triệu hồi có bắt đầu loa siêu to khổng lồ các bạn nhé. Đó chính là Megahorn, thủ lĩnh của quỷ đầu loa. Wow, vác trưởng to lên, thủ lĩnh của quỷ đầu loa tấn công, bị ăn thịt luôn. Không xa hết, chúng ta sẽ tiếp tục triệu hồi Megaphone mẹ đẻ của quỷ đầu loa, nhưng mà cuối cùng bị ăn thịt rồi các bạn ơi. Ui, bị ăn thịt luôn rồi, bị ăn thịt luôn rồi, bị ăn thịt luôn rồi. Vừa mới ra cái tèo luôn. Mình sẽ triệu hồi Mecha Silent Head. Sợ chưa các em? Lên, con thua rồi. Chứng tỏ mấy em sớm TVD này mạnh hơn mấy em Silent Head rồi các bạn nhé. Quỷ đầu hộp đèn giao thông xuất chiến. Tất chiến nào quỷ đầu đèn giao thông ơi. Ui, bắn bị tiêu diệt hết luôn rồi. Quỷ đầu đèn giao thông ơi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, khỏe quá, khỏe quá. Siêu sao sớm TVD luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử thách đó chính là sử dụng vũ khí thì mình tiêu diệt mấy em SKVD này nhé. Xem mấy em SKVD này có sợ súng của mình hay không đây. Như vậy, à, chúng ta có thể tiêu diệt SKVD rồi. Em phù thủy. Là hello phù thủy nha. Ê, ra đây, ra đây, nào, ra đây. Mình sẽ chuyển đổi vũ khí. Bùm chiu, bùm chiu, bùm bùm chiu chiu. Bùm bùm chiu 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 chiu, bùm 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 chiu. Bắn trưởng nha. Kinh chưa bạn, thấy kinh không? Các bạn thấy vũ khí sấm sét của mình có mạnh không bạn? Rất là khỏe luôn các bạn ạ. Đủ khả năng có thể tiêu diệt được mấy em sợ Kimini cứng đầu cứng cổ này. Woohoo nha. Có em nào không? À, em phù thủy đây rồi. Ui, em phù thủy chạy mất rồi. Em phù thủy này có chiêu gọi là chiêu lẩn trốn rất là hiệu nghiệm luôn. À, còn em này nữa. Hết đạn rồi, đạn đạn hết. Chiu, sợ chưa, sợ chưa. Cái em phù thủy kia em mình trốn rồi các bạn nhé. Mình chả tìm thấy em ở đâu luôn, hết trường. Vẫn còn sự TVD cho nên, à đây rồi. Hello, em phù thủy nhớ. Rồi, còn em nào ở đây không? Còn em SKBD nào ở đây nữa không nào? Vẫn kêu à? Thì vẫn nghe thì tiếng SKBD kêu ở đâu bạn ơi? Mình chả biết nó đang đứng ở đâu luôn mà. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo video của mình. Bye bye tất cả các bạn nhé. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn nhé. Bye bye.